Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Phương Xe tại Hyundai. Bữa giờ em đã quay cho quý vị xem những chiếc xe Hyundai là 1 tấn rưỡi, 2 tấn rưỡi và 3 tấn rưỡi. Hôm nay bên cạnh em đây sẽ quay cho quý vị xem chiếc Hyundai New Mighty S8 có tải trọng là 7 tấn 2, được thiết kế là khung màu sơn là màu xanh, sản xuất năm 2021 và dựa trên khung nền là thùng mui bạc. Mời quý vị xem sơ qua chiếc xe này. Chiếc xe Hyundai S8 GTL này có kích thước tổng thể là dài là 7m420, rộng 2m2 và chiều cao nó là 2m380. Về kích thước thùng thì chiều dài của thùng là 5m8, ngang 2m1 và chiều cao của thùng là 2m1. Chiếc xe Hyundai S8 GTL được đóng trên nền là thùng mui bạc, xe thùng tiêu chuẩn được đóng tại là Hyundai Trình Chinh bên em. Thì thùng thì sử dụng là vách ngoài là inox 430, khung bao bửng biên, tay khóa bản lề đều sử dụng là bằng sắt. Sàn thì sử dụng là sàn sắt sơn đen, sàn phẳng, dày 2 ly rưỡi. Vách trong của thùng là sử dụng là tôn lê kẽm, trụ cùng là sử dụng trụ sắt. Kèo thì sử dụng kèo phi 27. Đó. Quý vị xem sơ qua ha. Em sẽ mở phía sau cho quý vị xem kỹ hơn. Xe thì sử dụng là thiết kế là 7 bấn. Thùng dài 5m8. Về phần phía bên hông á, về chắn bùn thì sử dụng inox 430. Càng hông và càng sau đều sử dụng là càng sắt sơn đen vàng. Thông số lốp của xe này thì 8.25, sử dụng vỏ là vỏ mắt xích. Phía dưới sau xe thì có một bánh sô cua của xe luôn nha quý vị, vỏ rất là mới. Về phần bình nhiên liệu thì bình này chứa khoảng 100 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 13 lít trên 100 cây. Máy có tên động cơ là D4cc. Dung tích xi lanh là 2.9, công suất cực đại của nó là lên tới 160 mã lực. Tất cả đều sử dụng là bạc ga điện. Về phần hộp số thì sử dụng là hộp số 5 cấp, một số lui và 5 số tiến. Bây giờ em xin giới thiệu tổng quan về chiếc xe này một kỹ hơn một chút xíu nữa. Chiếc Hyundai New Mighty S8 này có tải trọng 7 tấn 2 và tổng tải trọng 11 tấn. Kích thước thùng dài là 5m8, rộng 2m1 và cao 2m1. Xe có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70 đến 80 giá trị phần trăm xe. Những quý khách hàng nào muốn mua xe thì liên hệ vào hotline bên dưới của Phương. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xem video của em.